có cắt cổ không chú? Không, hay là à, chỉ có phanh ngực ra là phanh ngực bao đúng đấm bảy nhà xong nó kẹo cái giá phạt đấy mà nó cắt quá ngang đi thôi. Dạ. Nghe tính không lo chú mất. Lúc này thông thường nó đuổi mát đấy chứ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thì vô là theo tôi nghĩ là tôi thì làm người dẫn rồi nhưng mà theo tôi nghĩ tôi đoạn là ra đó mới cài còn ở lũ tạm thì tàu đã ức chế cũng kem vậy được tàu đã lâm leo thôi. Dạ. Không. Cái chị mà bị mất hết chú biết cơ mà sinh năm mấy không? Nãy bà sinh năm 92. 92. Rồi bên bờ đấy nó không kể đúng. Dạ. Nó không kể đúng. Sáng công án tới hỏi nhớ chủ gọi đi cập nhật thông tin cho nhà cháu. Tôi thấy thầy ra đây tôi nói về nó không cần tôi bắt thật nói tôi cũng đồng viên này thôi bỏ quá đi. Mình là người đàn ông làm như đại đồng phu là vợ con chấp nhận là mình thiếu gì xa hơn bây giờ thiếu gì những loại người đó đúng không? Yeah. Thì mình thôi đi mình chắc chắn phải đau khổ phải một ôm đau thôi này con khổ lắm con cũng chịu nổi như là anh có bị thần kinh dưỡng chú không thầy tỉnh táo mình là lịch sử là lịch sử nó lèn phẹt lắm. Dạ. Thế tôi ngủ lấy tôi không mệt gì đâu mai giờ thầy hai ông công an vào để em đi hình đó là hỏi tôi sao chú vào đấy chủ về đâu mà này tốn biệt nhưng mà cái đợt trước tôi bắt ra tôi biết con bò từ đào ngọn nó chuyên có nghe đó là có cắt cổ không nó đấm con này chứ không mà nó màu nhà người nó đấm mày phải mày nhạt nè đấm mày nhạt thì nó một cái dao lớn nó sắc á nó vạch cái này rồi nó kẹo cái này là bánh cái này đã tìm lòi ra ngoài bánh ngực ra luôn hả chứ sao đâu gì đó vậy tìm lòi ra ngoài rồi dao gì mà ghê được có nghĩa là có cắt cổ không chú không hay là cắt cổ. Chỉ có phanh ngực ra là phanh ngực ra đúng không đấm bảy nhà xong nó kẹo cái dao phạt đấy nó cắt quá ngang đi thôi. Dạ. Nghe tính không lo chú mất ít thì lúc mà xảy ra chuyện đó chú có quạt thôi không hay là không công an lúc là công an xuống liền đúng không công an nó xuống đến giờ đến tôi đâu biết đâu yeah. Tôi ngủ gần 4 giờ mới dậy đi theo dâu tôi buộc cổng rồi tôi đã đi theo dâu đi ra ngoài này phải về thầy hai ông công an vào tôi chạy về cái đường là nghe chú kể mỗi gì gà đi mình hai ông công an chạy về này cả không có gì không rồi theo nó mới hỏi nó nói không nói chuyện này cho thầy luôn lại dạy buộc nhờ chủ có gì chủ cập nhật thông tin cho tôi biết cái tôi có gì thì có cuộc gặp từng nói đó tôi kể chuyện với cả anh như đó cái đó tôi kể thế mày ổng ghi mày chữ nếu mà ở ngoài cửa sau mà vô đó là có cái cửa nào vô không chú hay là leo lên đó xong chuyện leo lắm bao có cần hờ à leo đó là chuyện qua nếu mà phải có người mở cửa sau mới vô được đúng chứ sao nữa đúng rồi có thể là người vợ mở cửa vô thì tôi mới nói cái này nó cả cái nhau thì tôi theo cái tôi nghe cái thằng này nói chuyện đó rồi nên con vợ nó hái được rất là thương nhau yeah. Nhưng mà do hai bên gia đình hai bên gia đình người lớn hay kêu cũng chắc nghe nói chuyện thì có lời thôi là con nếu như một con vợ mà không chấp nhận thì làm gì mà nó mở cửa đúng rồi yeah. Mà nổ mở cửa phòng mở vào trong phòng mới chuyện sao mà khi nó hành động nó khóa qua tải phòng lại có nghĩa cứ vô cái phòng giờ đó xong rồi nói chuyện xong khóa cửa trong nó hành động đấm dẹp yeah. Nó khóa tải phòng này cho nên gia đình không làm gì mới vào được không yeah. Khi đập được cửa vào thì chết hai người rồi. Còn cái chị này là ở chung nhà này là ba mẹ thôi. Cha mẹ. Ba mẹ ở chung luôn. Khi mẹ đập được là tôi cái tâm tôi vẫn suy nghĩ này. À, bởi
vì nó đấy nó trải đường của ai. Nhà thì gần đó nhưng mà càng ngò đâu kia. Yeah. Tôi bảo vệ tôi gạt đấy tôi trực đấy thôi tôi cũng đi. Yeah. Nhưng mà tôi nghĩ chắc thì mình sẽ sáng qua bên đó vẫn đến một bữa thì họ sẽ tìm thế nào. Yeah. Đâu biết đâu được người tổ khả là người xấu. Tôi sợ cái thằng này nên gọi tôi gần nghĩ rồi đấy chứ. Hai ông ngơ tội này hành quật hành làm liều rồi. Thì tiếng mình lấy bây giờ đưa về thầy nghe trống đen mà. Dạ, nghe đen cho trống đen mà tạc đánh đi ở đâu? Con ở thành phố. À, dạ. Ở Tân Phú hay là thành phố? Ở thành phố. À, dạ. Thì bây giờ cái trường hợp này thì như có hồ trợ đừng tải đưa cái sạc về. Ông à, nghe nói bên trai là ngoài Bắc đó chú. Hà Tây, Hà Nội. Dạ, Hà Nội. Cô hỗ trợ là đưa về sáng về thôi. Mà dừng sáng bên công an làm việc hay nào đây vậy? Là đưa về chơi vậy? Con mới xuống à. Cái này phải mãi nghe nó mang về hồi trưa rồi. Đưa về rồi à? Đưa về phải thuế một chuyến xe hả? Đưa về đảm là phải mãi đảm đấy đây chứ. Đảm là phải mãi đảm đấy chứ. Ướp trà, ướp đô rồi chứ. Không phải ngoài nó không biết các anh chồng không biết để ở đây không kia nghĩ cho người xác quá. Sao? Cái người chồng á. Con nghĩ chắc để nhà xác luôn. Thế đó, thế là trời về tối về đó. Đó con ba vợ để cái đứa về đấy thôi. Con ba này cái đứa về đó rồi chứ kêu ông chồng để mà cũng biết ngoài rồi. Ngoài Quế là gia đình đâu là bao kia đây. Cái quán đâu mà cái vụ này nghe này công an tỉnh làm việc á. Ớm thiệt chứ gì. Đông mà bắt ngược cái luôn. Bỏ tiền ra ngoài luôn. Nghe nói kiếp. Tôi nghe mình nghe hơi xộp nói. Tôi thì bỏ mái về thầy mấy ông công an vào. Chú có thể cho con đi xin lít đi chú được. Con để con đưa lên mạng cho con cộng đồng người ta biết á. Con mình giúp đỡ. Có. Con giúp người ta vậy đó. Có ma trong đấy chứ đó tôi đấy. Được cỡ không đừng lên tôi. Tôi nói chung là nói chung là mình cũng còn lên quán như vậy đây đó cả tôi thấy. Mình coi chú có sao chứ nói vậy thôi. Sao nói gì đấy là tôi nói chuyện này nghe thôi. Dạ. Không đấy còn công án này rồi. Dạ. Chứ là ta thấy đúng rồi. Dạ. Lên mạng bơ lúng đúng. Nhưng mà con lên mạng trong đó. Lên nói trong ai lên mạng chứ? Sáng đến mấy cái thằng không phải chú con rồi. Tôi con thầy con tôi ở nhà thầy hắn đen mà hỏi tôi có nghĩa là có người